Bây giờ là phần của con. Bây giờ con sẽ đánh bài The Flight of Bumblebee. Bài này được sáng tác bởi Rimsky-Korsakov. Con phải tập cho bài này trong vòng 3 tháng. Bài này bởi vì rất là khó, vì phải đánh thật là nhẹ nhưng mà vẫn giữ tốc độ cao. Thì khi con đánh, con tưởng tượng đến như một bầy ong đang bay trước mặt con vậy. Hy vọng là mọi người sẽ tưởng tượng được một bầy ong đang bay trong khán phòng. Chúc mọi người thưởng thức.